quý vị, phóng sự không biên giới với Phương Linh đến đây đã chấm dứt. Phương Linh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. All right, sweetie. Bye. Have a great day. You're getting in Thursday. Oh, right. You guys have a good day. Bye, Jonathan. Good to see you. I think that you're reading studiously on the steps. Thank you. Thank you. Welcome back. Okay, go to sleep. Never looks back. She sits with those kids we met.